cuộc tập trận mới của NATO ở Phần Lan gióng lên hồi chuông cảnh báo với Nga. Theo báo Izvestia, Nga, cuộc tập trận mới nhất của NATO đang diễn ra mang tên Friedenwind 23 ở Phần Lan và vùng biển Baltic là mối đe dọa thực sự đối với Nga. Izvestia dẫn lời các chuyên gia cho biết những nước tham gia cuộc tập trận Friedenwind 23, tạm dịch, những cơn gió lạnh năm 2023 của NATO có thể mô phỏng việc chiếm giữ các đảo Golan, Bolshoi Titer và Moschin của Nga cũng như cuộc bao vây ở vịnh Phần Lan và vùng Kaliningrad. Một lực lượng hùng hậu gồm hơn 4.000 quân, 30 tàu chiến và 20 máy bay đã tiếp cận biên giới Tây Bắc của Nga trong giai đoạn chính của cuộc diễn tập. Do Phần Lan, thành viên mới nhất của NATO, dẫn đầu. Kịch bản này không che giấu bản chất tấn công của cuộc tập trận vì các lực lượng NATO sẽ thực hành rải mình và đổ bộ ở biển Baltic. Các chuyên gia lập luận rằng, mặc dù NATO tổ chức các cuộc tập trận như vậy hàng năm ở khu vực biển Baltic nhưng năm nay, cuộc tập trận Friedenwind 23 rõ ràng mang tính chất khiêu khích. Với hàng trăm mạng lưới năng lượng và thông tin liên lạc của EU và NATO hoạt động dưới biển Baltic, lợi ích của liên minh quân sự trên trong việc theo dõi tình hình bề mặt và dưới biển tại khu vực là hoàn toàn rõ ràng sau vụ phá hoại gần đây đối với đường ống khí đốt Baltic Com và Nord Stream. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ozhovinsky nhận định, nói chung, cuộc tập trận trên của NATO nhằm mục đích tiếp tục gây áp lực lên Nga từ phía Bắc trong nỗ lực ngăn chặn hạm đội Baltic của Nga, đồng thời cản trở hoạt động vận chuyển thương mại càng nhiều càng tốt. Theo ông, Phần Lan gia nhập NATO nhằm tạo ra một lực lượng chống Nga ở phía Bắc, đây là mối đe dọa thực sự đối với lợi ích của Nga ở đó. Một số chuyên gia khác lưu ý rằng, trong trường hợp có khả năng xảy ra xung đột với Nga, việc bao vây vùng đất Kaliningrad của Nga sẽ là một trong những mục tiêu của NATO. Mối đe dọa phong tỏa vịnh Phần Lan chắc chắn phải được tính đến. Vì không thể phong tỏa vịnh Phần Lan mà không kiểm soát Golan và Bolshoi Titer như chiến tranh Thế chiến thứ nhì đã cho thấy. Và việc Phần Lan gia nhập NATO khiến mối đe dọa này trở nên khá thực tế. Ilya Gramnik, nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế IMEMO thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, nói với Izvestia. Theo thông tin do Bộ Quốc phòng Phần Lan công bố, nước này đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân lớn đầu tiên với tư cách là thành viên NATO, Friedenwind 23, diễn ra từ ngày 22/11, ngày 1 tháng 12 năm 2023. Những bên tham gia chính bao gồm hải quân Phần Lan, Mỹ, Anh, Đức, Hà Lan, Ba Lan và Pháp, đánh dấu một bước quan trọng trong việc Phần Lan hội nhập vào các sáng kiến phòng thủ của NATO. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.